Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Sky Factory 4. Trong tập trước, chúng ta đã có được sắt từ cái cây Ironwood và mình đã có được những cái hớp vinh bonsai đang được trồng ở đây với tất cả những loại sapling chúng ta đang có. Như vậy, trong thời gian giữa hai tập là chỗ mà mình treo mái đó thì hãy kiểm tra xem có không? Một đống, đây là những cái bone a corn gì gì đó. Và tất cả những cái chest này đều có nha. Chúng ta đã có thể làm được trap chest. Bởi vì có sắt là làm được trip wire hook, là làm được trap chest. Qua bên đây, chúng ta sẽ chuyển những cái block of iron này trở thành iron ingot coin. Và ta có cái bucket. Mình sẽ làm thêm một cái bucket nữa. Ta lấy xuống. Và chúng ta sẽ cần phải có một cái cobblestone generator. Đầu tiên, ta cần phải có một cái nguồn nhiệt ở phía bên dưới. Bắt buộc phải có nha. Không có không sử dụng được nha. Giờ ví dụ, bỏ vô. Không được. Và ta cần phải có cái nguồn nhiệt là như vậy đó. Lý do tại sao mình làm việc này thì không cần phải nói nhiều nữa. Giờ mình sẽ lấy nham thạch. Ta-da! Và ta sẽ có cobblestone generator. Mở lên lấy cái petrified corn một cái. Bỏ hết vô trong này. Petrify a con. Chúng ta sẽ cần phải có đá cuội. Bấm công thức của nó. Được 35 cục. Và nó sẽ có công thức như vậy. Một bên nham thạch. Một bên nước. Và kiến. Chúng ta sẽ phải bỏ vô đây nấu kiến thôi. Cái này thì mình đang dự định làm thêm cái hấp bên bonsai. Nhưng mà chưa có làm. Ta lấy cái này xuống. Mọi thứ vẫn ổn. Lấy cục sắt xuống, chuyển thành iron ingot coin. Và kiến kìa, có rồi nha, bỏ vô. Bây giờ coal pits bỏ vô nấu tiếp. Cobblestone generator. Nó có thể nâng cấp lên được cấp độ kế tiếp luôn. Chịu chơi mà, phải lên cấp độ 2 liền. Giờ nó có một cái advancement gì đó ở đây. Chúng ta sẽ cần phải có một cái cobblestone generator. Rồi sau đó nó lắp đầy một cái vanilla chest. Ok. Kiếm chỗ để liền. Nó để đâu giờ? Chúng ta có thể để nó ở ngay tại đây đi. Đặt một cái vanilla chest lên trển. Mình sẽ phải lấy gỗ. Gỗ bây giờ là bao la. Nó muốn ngập mặt luôn vậy đó. Gắn lên phía trên. Tự động chuyển lên nha. Khỏe chưa? Những em này sẽ có một vài em được về vườn nghỉ, không hoạt động nữa. Tại giờ đủ rồi. Dư thừa. Đập bỏ đi. Đập đi. Và cái cobblestone cauldron gắn xuống đây chơi thôi. Tiếp tục, chúng ta sẽ cần có gì nào? Mình sẽ cần phải có tin men. Nó sẽ cần có tin amber. Công thức của nó khó không? Công thức của nó không khó. Cần có flint. Flint được làm từ gravel. Hoặc là sử dụng cái Cravel Sapling. Cravel Sapling. Chúng ta chưa có trồng Cravel Sapling. Chính xác. Có Cravel Sapling ở trên này là cái chắc. Nhưng mà mình chưa có trồng thôi. Như vậy chúng ta sẽ cần phải nâng cấp. Tiến hành một cái bonsai pot. Hấp binh. Và nó sẽ trở thành hấp binh. Yeah. Qua đây, ta sử dụng trap chest nha. Chest của vanilla. Và khoan. Mình muốn nâng cấp lên, không xài cục đất nữa. Thì mình sẽ cần phải có những cái cục đặc biệt. Nó kêu là brown munch. Và nó sẽ cần sử dụng coke carbine. Như thế, chúng ta đã có coke carbine. Và chân gồ wood đâu rồi? Nó đây. Chúng ta lấy cái này. Ta lấy cái này đi ra đây. Khu vực này chúng ta có thể trồng được coke carbine này nha. Mình sẽ để cái coke carbine đó ở đây đi. 1, 2, 3. Ê. Nó phải ra ngoài chút xíu. Tại vì nó như vậy nó sẽ không đẹp. Rồi. Để ở giữa luôn đi. Để ở giữa cho nó đẹp. Và ở đây. Để bên kia cũng được. Mà bên này cũng được nữa. Không vấn đề gì. Thôi để bên đây đi. Chúng ta sẽ để ở đây. Và ta trồng coke carbine xuống. Bóp. Sau đó,
bond mill. Chúng ta lấy bond con một cái. Đây là bond con ha. Ta bỏ vô trong này bond con. Ta có thể làm được bond block. Bond block chuyển ngược lại thành bond mill một đống. Có quá chừng bond mill luôn, tha hồ xài nha. Và sử dụng lên những cái trái này để chúng ta có được coca bean. Mà có được coca bean đồng nghĩa với việc gì? Đồng nghĩa với việc chúng ta có thể làm cookie. Đúng như vậy. Bây giờ có nên làm cookie hay không? Ta sẽ cần phải có một cây hâu. Làm cây hâu của vanilla được rồi. Thôi để mình làm trước cái công thức của cái cục đất đi. Wow, nó sẽ nâng cấp lên được, nhưng mà cần có biofuel. Biofuel cần có crusher và cần có những cái substrate. Cái này là stone block chúng ta có làm ha. Nó sẽ phải là một cái đường xoay một vòng, chuyển thành những thứ cần thiết. Và mình sẽ cần phải đặt em này xuống. Và ta qua đây gắn cái brown munch, gắn xuống, bỏ vô. Nó sẽ mọc nhanh hơn. Tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Và tốc độ ở đây 142%. Và tỷ lệ rớt sẽ là 140%. Thấy gớm chưa? Coi thử coi nào. Nó cải thiện được nhiều lắm đó nha. Và 1, 2, 3. Xong. Bóc. Xuất hiện. Đấu. Khoan. Cái này là trap chest. Mở lên thì trên đấu chạy. Đó. Khác biệt liền. Gravel con. Và giờ chúng ta có thể thu hoạch. Giờ mình sẽ qua đây. Ở đây hả? Ở đây chúng ta cần có mấy cục đất. Mình sẽ phải đập chỗ này đi nè. Giờ đập chỗ này đi, nó sẽ chảy nước tùm lum hết trơn nè. Mình có thể trồng ngay trực tiếp khu vực bên này luôn, mà không có cần phải di dời nó đi đâu xa hết. Đẹp luôn nha. Ở đây sẽ là hột giống. Và ta lấy carrot gì này nọ ra trồng luôn đi. Chúng ta sẽ cần bồ thay thồ. Rồi carrot đâu? Ở đây là carrot. Và đây là melon, rồi beetroot và pumpkin. Thì từ từ bỏ lên. Quan trọng là cái ở giữa. Chúng ta sẽ có được wheat. Không cần nhiều lắm, chỉ cần vừa đủ sử dụng thôi. Mình sẽ có được công thức của cái cookie. Để xuống dưới. Để là cookie. Và cookie sapling. Công thức của nó đây. Nó cần phải có đường. Đường sẽ phải cần có sugar cane. Mà sugar cane thì chúng ta sẽ cần phải có công thức của cái sugar cane ở đâu đây. Nó có sugar cane seed. Sugar cane. Ờ? Hột giống của sugar cane. Sugar. Nó là sugar cane seeds. Và cần phải có sugar cane. Đi mua từ market. Là market không? Red good này nọ. Mua được. Cái này cũng không khó nữa. Bỏ lá lên đạp thôi. Thích thì đạp. Vô. Lá đâu? Lá ở bên kia nhiều lắm. Lá gì cũng được đúng không? Thử nghiệm. Bỏ cái lá vô đạp. Chúng ta sẽ có sugar cane. Bóc. Đó là sugar cane. Citizen cane. Sugar cane seeds. Yay. Và mình phải cần có cát. Để ta làm công thức một cái. Nó còn thiếu sand or corn hả? Sand đâu? Nhìn mấy cái cây này. Cần phải phân biệt cây nào là cát. Cây nào là cát vậy? Cát nó chưa lên tới. Nó còn đang mọc. Và những món dư nó sẽ tự động đem đi tiêu hủy nha. Mình sẽ cần phải làm hai cái. Ba cái. Hai cái trước đi. Thôi làm hết luôn đi. Giờ ta sẽ có ở đây là snatch. Snatch sẽ giúp cho cái sugar cane nó mọc nhanh hơn. Phải đặt kế bên. Để lên liền. Và bỏ lên. Sử dụng bone meal được không? Được, tại vì đây là sugar cane, không phải của vanilla. Đây là của một món khác. Giờ có thể lắc được không?
không xin nhê gì hết trơn hết á. Thì trong tập trước chúng ta cũng có làm một cái chú sơ, mình không có quên đâu. Và chúng ta thu hoạch mấy cái apple, một cái. Mấy cái ở trên cao quá thì hơi khó thu hoạch ha. Ở đây ghê quá. Giờ ta sẽ làm cái chú sơ. Công thức của cái chú sơ rất là đơn giản. Và ta có thể chế tạo apple juice bấm 18 cái và trả lại cái juicer. Nhưng mà ta sắp có cookie rồi đó. Chúng ta đang chuẩn bị làm cookie sapling. Trong thời gian chờ đợi cái sugar cane này nó lớn lên, chúng ta sẽ làm chuyện khác. Qua đây, mình sẽ làm một cái compact jazz builder. Công thức của nó không khó. Và ta sẽ cần có hai cái lever. Bấm công thức. Ta-da! Cái compact jazz sẽ giúp cho chúng ta làm được những cái jazz bự hơn nữa. Giờ ta để nó ở đâu đó quanh đây cái đi. Khu vực này sẽ cần phải mở rộng khi mà mình đã có thật nhiều đá cuội. Chúng ta có thể làm được backpack hoặc là những cái jazz. Thì jazz có bao nhiêu màu gì được luôn nè. Khỏi màu bình thường thôi. Ví dụ như màu gỗ thì chúng ta tìm được màu gỗ ha. Bạn thích màu gì thì cứ kéo. Mình thì để màu trắng thôi. Giờ mình sẽ cần phải có 18 cái jazz. 64 luôn. Wow. Dữ dội quá ta. Tại vì chúng ta muốn bỏ tất cả mọi thứ vô. Cũng được. Nếu mà như vậy thì ta sẽ cần có iron sapling. Quả chừng. Lấy cái này bỏ vô trọng. Mà phải nấu. Cái này không sử dụng được liền. Mình chỉ làm được cái iron amber thôi. 38 cái. Nhân 3 lên nha. Nhân 2 chứ. Này nhân 2 lên. Và ta thiếu nham thạch kìa. Nham thạch. Giờ phải làm lại cái chỗ này nữa. Giờ để đải này lên đây đi. Ấy. Nó không phải một bên mà nó phải nằm ở trên. Ta nhìn vào cái đỉnh của cái torch. Và bỏ vô. Ủa, nó nuốt luôn mấy cái xô hả? À, nó chơi nó nuốt luôn mấy cái xô ta. Phải làm cái xô mới. Giờ chúng ta làm thêm nhâm thạch. Đổ vô. Thêm nhâm thạch. Và đổ vô. Chúng ta có thể làm được cái thang hay cái gì đó để chứa không? Được luôn. Fluid thang của Cyclic cần có obsidian. Điều này không khó và chứa được 64 bất kịch luôn, 64 cái xô luôn. Và có những cái thang khác. Bây giờ cái thang nào đây? Cái thang này coi bộ đơn giản nhất. Ta có thể làm được obsidian ha. Để đi ra đây một cái. Mình sẽ đập cái này ra cho nước chảy xuống. Coi chơi dại nè. Rồi sao lấy lại? Vậy mới giữ. Để cục đó luôn đi chứ sao. Nó là chơi dại đó. Cho nên đừng làm vậy nha. Bỏ đây nè. Múc nước đổ lên. Múc nước, múc nước. Ê! Thiệt tình. Cây sugar cane của tôi. Và chúng ta sẽ đổ nước lên phía trên coi nào. Không được luôn. Như vậy là nó không chịu nha. Trong thời gian chờ đợi sắt được làm thêm, thì mình sẽ làm tiếp cái Thin Amber. Công thức của nó đó. Mở lên. Và còn thiếu Flint. Flint trong này có. Chúng ta sẽ bấm công thức. Và được Thin Amber. Bấm hết luôn chăng? Bấm hết luôn đi ha. Quen. Thin Man. Mở lên bên này một cái. Nó đang nấu. Chưa chịu hoàn thành nữa. Và 100%. Chúng ta có thêm một lock nữa. Rồi ta có thể đổ ra được rồi đó. Ở đây nấu được 6. 6 thì phải làm thêm. Đâu có được. Phải làm thêm. Thin Amber nó cần có Gravel Bond Clay. Ta qua lấy. Gravel Bond Clay. Chúng ta sẽ cần có Gravel Resin. Bond Resin. Clay Resin. Bỏ vô thêm thôi. Và thêm một cục nữa. Một cục hay hai cục. Nó là 6.
Như vậy là nó sẽ bị dư ra. Thôi không sao đâu, chúng ta làm thêm hai cái nữa thôi là được, không cần làm dư nhiều quá đâu. Bỏ vô trọng. Đây là molten tin. Thì sau khi có cái molten tin đó, chúng ta hãy coi coi cái tin sapling nó sẽ được làm như thế nào. Tin sapling chỉ cần đổ tin một cái ingot thôi và cũng nó sẽ không bị dư gì hết. Hay quá. Chúng ta sẽ có được một block tin với lại một cái tin sapling. Như vậy bird sapling đâu? Nó đây. À, chúng ta chưa trồng những cái cây của vanilla nữa ha. Ta sẽ cần những cái sapling này nhiều lắm đây. Mở lên. Một block một ingot đổ vô mỗi bên một cái và ta sẽ có thêm sắt. Ta cần 64 sắt lận, cho nên nấu tiếp đi. Nhâm thạch thì khỏi lo rồi. Và chúng ta sẽ có tin sapling. Quá đã. Và để coi tiếp coi. Sau khi có tin sapling rồi, nó sẽ chuyển sang lapis và slam. Với lại đây là lead. Từ từ chúng ta sẽ có hết tất cả những loại sapling. Và còn cái này nữa, chưa làm. Nó sẽ cần sử dụng coal. Để làm một cái coal. Hoặc là một đống luôn đi. Collateral damage. Cho nó xong cho rồi đi. Chúng ta hãy cùng coi công thức của cái lead sapling. Và nó sẽ phải cần có dark oak sapling và molten lead. Như vậy là mình sẽ cần có lead amber. Và lead amber sẽ cần phải có lapis. Hoặc là nước hả? Khoan khoan, có nước kìa. Blue dye water chứ phải nước nha. Nó là blue dye water. Vậy thôi làm lapis trước đi. Lapis sapling. Và lapis amber. Công thức của lapis sẽ cần phải có nước. Và cần có clay với lại bone resin. Ôi dễ quá vậy. Ta sẽ làm một cái. Ta bỏ lại hai cái. Và làm ba cái bình. Đây là glass bottle. Múc đây được không? Được luôn. Vừa đủ nước. Cất vô. Công thức của cái này sẽ có lapis sapling. Yeah. Và tiếp tục. Mình sẽ cần phải lấy clay một cái. Chuyển hết những thứ này vô đây. Sắt bỏ vô nấu tiếp. Và đổ ra. Ta sẽ có thêm clay. Cái này. Tạm thời mình không có chuyển hết clay ra nha. Mình sẽ cần phải giữ lại một mớ. Cho nên mình sẽ làm 4 cái thôi. Chúng ta bỏ cái này chuyển thành clay. Chia ra nấu. Chia ra. Chỗ này vẫn còn clay. Lấy xuống. Chia ra. Bỏ vô. Và clay này tạm thời cất đi nha. Còn cái này. Từ từ bình tĩnh. Chuẩn bị gắn thêm mấy cái chest xuống. Chest. Ở đây sẽ là chest và trap chest. Những chỗ này mình sẽ từ từ nâng cấp lên luôn. Chúng ta sẽ cần phải tháo nó ra hết rồi mới bắt đầu nâng cấp được. Và bên này sao rồi? Một block nữa kìa. Có cái gì tự động được cái này không? Ta coi thử cái timer coi. Cái timer. Có nè. Nhưng mà nó cần phải có redstone. Cần phải có vàng. Ta chưa có vàng nữa. Đúng vậy. Kiểm tra. Gold. Chúng ta sẽ cần có gold sapling. Và gold amber. Gold amber được làm từ công thức này. Dễ quá. Và gold sapling được làm từ công thức này. Quá dễ luôn. Giờ làm gold amber trước. Nó cần cái gì vậy? Lead hả? À đúng rồi. Vậy làm lead trước. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đang chờ chỗ này được nấu. Và được 14 cái. Ta sẽ có công thức như vậy. Chess làm cho một đống luôn đi. Nó đó. Và sắt. Thôi hy sinh chỗ này trước nha. Để làm mấy cái hopping bonsai cái đã. Không có hopping bonsai thì chúng ta sẽ bị chậm trễ trong công việc sắp tới. Thêm một cái chess nữa. Ê, 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 ê. Không phải cái chest này. Mà là cái chest này mới đúng. Mình sẽ gắn lên đây, gắn lên đây. Mấy cục đất. Chúng ta chuyển mấy cái này. Chúng ta tháo xuống một cái.
Để này lên. Chia cái này ra đi. Chia ra. Đó. Bang. Một đống. Xài vậy cho khỏe. Chúng ta lấy thêm một cái Jungle Sapling. Dark Orc Sapling cất đi. Và chuyển này thành đường thôi. Bấm. Nó đây. Cookie Sapling. Có một thứ chúng ta có thể bỏ được. Đó là cái Petrify. Tại vì Petrify này, cái cây này nó chỉ cho đá cuội, mà đá cuội không cần nữa. Chúng ta hãy bấm phải chuột được không? Nó không cho, bắt phải đập ra. Nó không cho thay thế nhanh ha. Ê, mình cũng không muốn mất cục đất nữa. Ta bỏ lên, bỏ này vô, bỏ cây cookie vô và tháo cái chest này đi chỗ khác. Để ở bển. Chỗ đó là chest thông thường đúng không? Gắn chest xuống. Mình đã chuyển qua loại đất mới và tụi nó chạy cũng rất nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ có thêm một hàng nữa ở bên đây. À, giờ ta tiếp tục nào. Ta sẽ cần phải có thêm những cái hấp binh bonsai. Như vậy là ta phải chuyển đổi thêm rồi. Rồi chuyển nhiều nhiều luôn đi. Rồi chia ra cho nó nấu. Nấu đi nhé. Chúng ta sẽ cần thêm than. Coal sapling. Nó đây. Bỏ vô thêm. Và được than. Coal. Bang. Bang. Rồi chuyển nó thành piss. Mấy cục nhỏ nhỏ quá chừng luôn. Gộp lại thôi. Chúng ta đã có được cookie. Như vậy là không có cần phải làm nước ép trái cây nữa. Mà ăn những cái cookie luôn cũng được. Không sao hết trơn đó. Mà ăn nước uống nước ép trái cây cũng được. Không vấn đề gì. Và cục obsidian ở đây sẽ cần phải được xử lý. Tiếp tục nào. Mình sẽ cần phải có cái giường. Bữa giờ làm không có cái giường luôn. Chúng ta sẽ cần phải có cotton đúng không? Cây cotton đâu rồi? Ta kiếm cây cotton. Mình có trồng cây cotton không vậy? Ồ, hình như không có trồng cây cotton nha. Giờ mới phát hiện đó. Iron này nọ thôi. Nhưng mà không có trồng cây cotton. Cotton good sapling. Ta nên trồng cây cotton không? Chắc trồng luôn đi ha. 6 cái bỏ vô nấu tiếp. Cái này khoan chuyển. Và ta sẽ cần phải làm những cái bonsai pot. Bỏ lên. Để qua bên kia một cái. Đây là hấp pin bonsai pot. Gắn lên. Đất đâu? Và cotton đâu? Bỏ vô. Nó sẽ làm cái phần đó. Còn bên này ta khoan làm cái giường. Chúng ta coi hồi nãy công thức của vàng sẽ cần có led và công thức của led. Led sapling và led amber. Led amber sẽ cần phải có lapis iron petrified resin này nọ. Ồ, như vậy là chúng ta sẽ cần phải có cái petrified rồi. Không có chờ chúng ta bỏ qua cái petrified đầu nhà. Cũng được thôi, mình làm thì làm không vấn đề gì cả. Nó sẽ nằm ở ngay tại đây. Chúng ta sẽ có hopping bonsai pot bỏ vô petrify. Petrify đây. Bỏ vô. Vậy thôi. Và nó sẽ có resin của petrify. Có cái này. Dục bỏ đi. Bye bye. Và chúng ta sẽ làm công thức này còn thiếu sand resin. Sand đâu? Sand đây. Resin. Những cái nhựa cây. Loại đặc biệt. Và còn thiếu lapis hả? À, thiếu lapis thì làm lapis. Công thức của lapis đây. Đây là lapis amber. Kiểm tra. Bỏ vô nấu. Ôi, 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 ôi. Lapis amber không có công thức gì hả? Melter. Kiểm tra lại nha. Lapis sapling. Công thức thì dễ, nhưng mà tại sao lại không cho chúng ta những cái lapis? Và cái lapis acorn này có nấu lên được? Không nấu lên được. Làm được lapis amber và lapis lazuli block. Thấy chưa? Xém nữa là làm lộn rồi đó. Làm lộn là nó không có được ích lợi gì hết trơn hết á. Chúng ta có led
Amber nào. Công thức của LED Amber. Ta-da. Mở ra, bỏ vô, đổ ra. Rồi chúng ta sẽ cần có LED sapling. LED sapling cần gì đây? Dark Oak. Lại là Dark Oak. Đáng lẽ hồi nãy nên trồng cái cây Dark Oak này xuống. Cái cây Dark Oak này làm không khó. Chúng ta cần phải có coal sapling. Thôi để mình trồng cái Dark Oak xuống một cái. Tại vì trồng cái Dark Oak Wood này nó sẽ cần phải có 4 cục đất. Cây này trồng một mình nó không được nha. Nó phải trồng như vậy thì nó mới chịu. Nó khó khăn như vậy đó. Và múc nước một cái, bỏ vô đây, tẩy nó một cái, lắc, bắt đầu lắc cho cái cây nó lớn. Sau khi nó lớn là chúng ta có thể chặt nó xuống. Lấy cây crook liền. Cao quá vậy? Tới không? Tới, hên quá. Tới là được. LED Amber sẽ không nấu ở trong melter được. Cho nên mình sẽ phải chuyển hướng. Chúng ta sẽ bỏ vào trong này cho nó nấu lên. Ở đây nấu vẫn được, nhưng mà nó chỉ được cái LED ingot thôi. Cho nấu lên đi, chúng ta chỉ cần có một cái thôi mà. Để làm được cái sapling mà. Lấy xuống. Lấy xuống. Qua đây, bỏ vô. Chúng ta bỏ thêm hai cái sắt nữa vô. Đặng cho ra cái khói luôn cho rồi. Và nó vẫn không được. Khoan, chờ chút xíu. Mình sẽ cho cái phần sắt này xử lý trước. Còn nếu nó không được nữa thì ta phải xử lý tới cái smeltery rồi đó. Lúc đó là thoải mái. Không vấn đề gì hết trơn hết á. Chúng ta đang làm tới đây. Ta cần có LED. LED sapling. Cần phải có công thức của smeltery. Nó để công thức cái này là smeltery. Đổ vô cái dark oak. Cái quan trọng là LED này nấu trong cái melter vẫn được mà ta. Hồi nãy chắc nó vướng cái sắt ở trọng á. Cho nên nó nấu không được. Hồi ta coi tiếp đi. Redstone. Vàng. Vàng và redstone. Redstone. Redstone sapling. Nó sẽ cần phải có rose red và coal sapling. Coal sapling. Rose red từ poppy. Lấy xuống, bấm công thức. Còn thiếu iron resin. Ây da. Lỡ bấm. Thôi kệ, không sao. Nó nhuộm màu. Không vấn đề gì hết trơn đó. Tự nhiên cái đó màu đỏ là kỳ cục thôi. Chúng ta sẽ cần phải có công thức của cái redstone sapling. Lấy xuống. Electric. Giờ mình sẽ bỏ này đây, bỏ này, bỏ đây, bỏ này đây. Và xong chưa? Một block. Đổ cho ra đi cho rồi. Có tới redstone rồi. Vậy là nó sẽ cần tới gì nữa? LED. Gold. Và diamond. Giờ bỏ cái LED vô xử cái đã. Thiệt tình luôn á, nó có nấu được không đây? Nó phải nấu được nha. Chuẩn bị. Và có... Ở đây á, hai cái kim loại nó khác nhau. Nó không có kết hợp thành một cái loại hợp kim. Cho nên bỏ vô không được. Và chúng ta đã có món chúng ta cần rồi đó. Lấy cái cục sắt ra coi. Lấy LED ra coi. Bỏ LED vô coi. Trong lúc nó làm thêm những cái LED resin, mình sẽ cần phải có gold sapling. Công thức của gold lại là casting nữa rồi. Như vậy là sẽ cần có gold amber và oak sapling. Cái nào không có làm được từ công thức này á, thì chúng ta sẽ phải chuyển sang cái amber ha. Và cái amber này nấu lên thì nó lỗ. Bỏ vô cái melter nó mới lời. Chúng ta thấy được rồi đó. Giờ làm còn thiếu gì? Còn thiếu LED. Có rồi đó. Giờ mình sẽ chuyển cái này sang thứ mình cần. Và LED. Đủ rồi. Đâu có cần phải nhiều đâu. Công thức amber. Nó đây. Trong này sạch sẽ. Bỏ vô là chúng ta được 4. Hay chúng ta nấu thôi ta. Bỏ vô chúng ta được 2 chứ quên. Hoặc chúng ta nấu thôi. Nấu cho nhanh. Trong đó mất công.
sao gì mình cũng không có cần phải chuẩn bị nhiều vậy. Và ta sẽ làm thêm đây 10 cái chuyển khối sắt. Rồi chúng ta sẽ có những cái chest. Không vấn đề gì đâu. Lấy cái này xuống. Còn thiếu hả? Vậy phải làm thêm sắt. Khoan khoan khoan. Tình hình này vẫn còn chưa có ổn hết. Cho nên đừng có làm thêm. Chúng ta sẽ có vàng. Nó đâu rồi? Một cái vàng bỏ vô. Ox sapling đúng không? Ox sapling. Để vô đây. Redstone đã có. Gold đã có. Rồi lapis cũng có. Diamond. Diamond sapling. Cần có gold resin. Lapis sapling và silver resin. Với lại một cái redstone sapling. Silver resin. Silver đâu? Silver sapling chứ. Coi silver resin làm gì? Silver resin. Nó sẽ cần phải có mandrill. Wow. Lapis. Rồi, lapis đúng không? Lapis tuốt đầu này luôn. Mở lộn. Mở cái đó sao có. Cái này là cây cotton mà. Chúng ta đem qua tẩy rửa nó một cái. Nó trở thành mandrill. Và mandrill à, cắm đây luôn đi. Thì từ cây mandrill này chúng ta đổ silver. Vậy là silver amber. Ta thêm chữ amber vô thôi. Là nó sẽ có được công thức. Light clay hả? Nó cần phải có light clay. Thuốc nhuộm. Nó có iron berry kìa. Iron berry. Bỏ hết mấy cái hàng trước đi. Iron berry này làm như thế nào? Phải có iron good sapling. Iron good sapling. Đi mua. Cần có beetroot. Đi mua thì đi mua. Và beetroot thôi chứ gì. Chúng ta cần có cái beetroot. Beetroot đâu? Beetroot seed. Nó đây. Và ta có bone meal. Bỏ vô. Row red chúng ta đã có. Và ta sẽ làm công thức market. Và xem nè. Thổ địa nè. Để ở đây thổ địa xuất hiện nè. Bỏ xuống. Bơm hả? Bơm hả? Lần này không phải thổ địa từ dưới đất chui lên nữa. Mà là từ trên trời rơi xuống. Ghê thiệt. Ta sẽ đi tìm cái gì hồi nãy đó. Đây là hột giống gì nè. Bồ Tây tội tùm lum hết nè. Cái đó từ từ tính ha. À, mình đang dự định mua là Iron Good sapling đúng không? Nó đây. Chúng ta lấy ra Iron Good và bỏ vô luôn đi. Ở bên này vàng đã sẵn sàng đổ ra. Yeah. Như vậy là mình cần thêm chest. Chúng ta sẽ phải làm thêm chest rồi đây. Cái chest một đống. Gold sapling. Bỏ vô. Silver good có được iron berry. Iron berry là công thức để có thể thực hiện bước kế tiếp. Silver amber. Công thức của nó còn thiếu tin resin. Tin resin, tin đâu? Tin đây. Tin ở đây, phải không? Tin mới thấy đây. Tin resin và lấy luôn cả con của nó đi. Lấy là lấy một cặp. Nhiều khi nó cần cặp. Chúng ta cất những thứ đó vô. Và pen silver amber. Cái này sẽ được nấu lên. Rồi đổ ra. Cho nấu bên này luôn đi cho rồi. Iron đã được lấy ra hết. Và silver đang được xử lý. Nó sẽ xong ngay lập tức. Đổ ra. Diamond. Ê học vô. Silver. Vỗ tay. Silver kìa. Từ từ bình tĩnh. Cái này xong mới được diamond. Và nó tới đâu rồi? Tới đây đúng không? Chúng ta sẽ cần phải có một cái resin thôi.
Resin 1 cái và Redstone đâu rồi? Redstone Saplin 1 cây. Ta đã có được Silver Resin hay quá. Diamond còn thiếu gold. Gold đâu? Gold kế bên. Gold Resin. Ở đâu? Và Diamond. Yeah. This tree is forever luôn, tuyệt vời. Gắn vô. Và tất cả những cái cây khoáng sản đầu tiên đã có, chưa có slime thôi. Nói chung là có là được rồi đó. Quá ngon. Và mình sẽ cần phải làm cái giường luôn đi ha. Chúng ta sẽ có 1, 2, 3. Và ở đây bỏ vô để làm cái giường. Đây là cái giường. Yeah. Và đặt cái giường xuống. Giường đặt xuống đâu đây? Đặt đải đây đi. Ngủ một cái. Ngủ cũng hơi lâu, quen cái sleep jam mất tiêu rồi, nap time. Và hoàn thành. Chúng ta sẽ cần phải có Upton Diamond nữa là xong cái phần này. Và chưa được đâu. Chuyện đó sẽ để lại sau đi. Và nói tóm lại, trong ngày hôm nay, ta đã có tất cả những cái cây sản xuất khoáng sản rồi đó. Đồng thời cũng có được một cái cobblestone generator. Trong thời gian giữa hai tập, mình sẽ mở rộng nguyên cái sàn này ra, sử dụng đá cuội. Và mình cũng sẽ tiếp tục treo máy để có được những cái khoáng sản từ mấy cái cây. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!